rất là vinh dự và tự hào vì được hôm nay góp mặt ở một cái chương trình tuần thư pháp của công viên di sản các nhà khoa học. Tôi cảm thấy là một cái người mà đi viết chữ để tặng cho bà con nhân dân thì mình cảm thấy rất là vui vẻ và mong muốn là được viết thật nhiều và thật nhiều các cái nét chữ của mình được lan tỏa cho đến cộng đồng để mong muốn cho một cái năm mới cho bà con thật nhiều hy vọng, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc được gửi gắm qua cái con chữ. Khi đến Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, cơ sở này đây rất là hoành tráng, thấy được cái tâm, cái tầm của thầy, của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, và cũng được trung tâm mời làm nhà thư pháp, được viết chữ tặng cho mọi người. Thì riêng rất là vinh dự được tham gia. Thư pháp là gì? Thư là chữ, pháp là phép, phép tắc. Thư pháp là phép viết chữ, được nâng tầm lên tầm nghệ thuật. Qua con chữ muốn tặng chữ cho mọi người, hơn nữa là muốn rằng được cái tính đạo đức cho mọi người. Dưới con chữ gieo yêu thương đến cho những người yêu chữ,